Chia sẻ những dòng suy nghĩ của mình về việc dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn đã tổ chức một chương trình gọi là Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi vào bài nói chuyện cũng cần thiết phải mời bà con nghe lại những lời của một tên linh mục nói về cái chương trình này. Cũng như các tình nguyện viên của chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, một lần nữa xin gửi lời tha thiết nồng nhiệt chào tất cả các ông đến từ khắp nơi quy tụ về đây buổi chiều ngày hôm nay để tổ chức buổi tri ân này. Ông Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đã dùng từ tri ân, cũng dùng từ cảm ơn, bởi vì lời cảm ơn không thể nào nói lên hết được những mất mát hy sinh mà các ông đã bỏ ra trên cái mảnh đất Việt Nam, miền Nam Việt Nam Cộng Hòa này. Đã không còn nhìn được nữa bởi vì không còn mắt, và không còn làm được chuyện gì nữa bởi vì đã cụt luôn cả hai cánh tay. Những mất mát và những hy sinh đó quá là lớn lao. Chúng tôi không thể nào nói được những cái lời cảm ơn, cũng không thể bù đắp những hy sinh và mất mát của các ông đã đổ ra. Và cuộc sống của các ông đã trải qua rất là gian khổ của thời hậu chiến, với bao nhiêu là những khó khăn, những miệt thị từ phía chính quyền mới, khi mà họ gọi các ông là nguyện quân và nguyện quyền, hồi lại một chút phần nào phẩm giá mà các ông đã bị mất trong suốt chút mấy chục năm qua. Đó, vừa rồi là những cái lời mở đầu của một tên linh mục khi nói về cái Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Nếu như đây, và thực chất thì nó cũng chỉ là một cái buổi làm từ thiện thôi. Và nếu đây chỉ là một buổi làm từ thiện bình thường thì nó sẽ rất là có ý nghĩa về mặt nhân văn. Nhưng rất tiếc rằng trong cái buổi làm từ thiện của dòng Chúa Cứu Thế này thì họ lại chủ yếu là làm chính trị. Chúng ta vừa mới nghe những lời phát biểu của một tên linh mục, tôi không biết tên là gì, nhưng mà nói là nói với các thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa là để mà tri ân họ và nhắc nhở họ những cái gọi là tổ quốc, danh dự, trách nhiệm khi họ đã chiến đấu cho quê hương này. Thật là mỉa mai. Trần Ngơ rất không muốn nhắc lại những cái ngày tháng đau khổ. Nhưng bởi vì những người trong dòng Chúa Cứu Thế đã cố tình bươi móc quá khứ, cố tình lợi dụng trong công việc làm từ thiện để hòng làm xóa nhòa lịch sử, hòng đổi trắng thay đen. Họ nói rằng những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã có công để gìn giữ quê hương, đất nước, và họ muốn tri ân những cái mà quân đội tay sai của họ, tức là quân đội Ngụy đấy, nói rằng họ đã mất đi một phần xương máu để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước. Thật là mỉa mai. Và tôi cũng đã nói trước là tôi không muốn nói lại những quá khứ, nhưng bởi vì những tên cẩu linh mục và những thế lực phản động cứ bắt chúng ta phải lên tiếng để mà vạch mặt cái bọn của chúng ra. Và tôi rất hơi buồn là có những anh trong cái hàng ngũ thương phế binh này lại cho rằng đó là những cái điều mà vinh dự đáng được hưởng. Chút xíu nữa tôi sẽ mở ra những cái lời tâm sự của một vài ông thương phế binh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khi họ gọi là rất là có cảm thấy là tự hào, vinh dự kể lại những chiến công của mình, đã bắn chết được mấy tiền thằng Việt Cộng này khác. Và bây giờ các ông nội gọi là các ông bảo vệ quê hương đất nước, nhưng các ông là những tên lính đánh thuê cho Mỹ, được Mỹ trả tiền, và quê hương của các ông còn đây. Khi mà những người giặc
Tức là cộng sản đấy là các ông kêu đó là xâm chiếm quê hương của các ông, thì thực tế có phải vậy không? Tôi rất buồn là có những người thương phế binh chỉ vì những đồng tiền. Chúng tôi rất thông cảm về hoàn cảnh khó khăn, có thể là vì hoàn cảnh khó khăn các ông tới để lãnh. Nhưng các ông tự hào về quá khứ của các ông thì thật là mỉa mai. Nhiều ông còn mặc đi những bộ đồ quân phục, bộ đồ mà cái thời làm lính của ông đã từng mặc ấy, và ông cũng đã từng cởi bỏ, chối bỏ nó, giục đi ấy, để mong được thoát tội. Nhưng ngày hôm nay các ông lại hãnh diện mặc lên, đó là một điều vô cùng mỉa mai. Các ông nói là danh dự và trách nhiệm. Danh dự của các ông là gì? Danh dự là được làm tên lính đánh thuê cho ngoại bang, danh dự là được cầm những hộp quẹt diếp bô để đốt nhà của đồng bào mình, danh dự của các ông là xả súng vào người già con nít, danh dự của các ông là tiếp tay cho bọn ngoại bang để giày xéo quê hương mình sao? Còn nói về trách nhiệm thì lại còn mỉa mai hơn. Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm các ông thường nói như thế. Trách nhiệm của công là gì? Trách nhiệm của người lính là gì? Như các ông rêu ra là bảo vệ quê hương, nhưng các ông có bảo vệ được không? Hay là trách nhiệm của ông chỉ là ngửa tay đến tháng để lĩnh những đồng tiền của bọn Mỹ thôi, nó bố thí cho và nó xua đi bắn giết đồng bào của mình, đốt phá quê hương mình. Các ông đã làm tròn trách nhiệm của người lính chưa? Mà bây giờ các ông hãnh diện mặc bộ đồ vào rồi khoe thành tích của mình là đã giết được những tên Việt Cộng trong lúc nó gác nó ngủ gục rồi. Tôi may mắn hơn, tôi bóp cò trước. Đó là danh dự của công hả? Là trách nhiệm của công đấy hả? Trách nhiệm thì chưa làm tròn, danh dự làm tay sai, thế mà bây giờ cũng vênh cái mặt lên, vênh cái mặt lên để mà nhận những lời tri ân. Nhưng thực ra các ông chỉ là nạn nhân cho những cái chiêu trò bỉ ổi của cái dòng Chúa cứu thế. Ai mới là người bảo vệ quê hương này? Khi đất nước này vừa mới được thống nhất thì đã bị đe dọa bởi sự xâm lăng của bọn Pol Pot, và kế hoạch của chúng là Tết cuối năm 78 chúng sẽ ăn Tết ở Sài Gòn đấy. Ai đã bảo vệ cho các ông, bảo vệ cho vợ con các ông, hay cũng lại là những chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam? Có những người sau 5 tháng đang mong chờ ngày đi phép để về nhà gặp cha mẹ, để cha mẹ cưới cho cô vợ, nhưng rồi lại phải lên biên giới. Và có những người vĩnh viễn không trở về nữa. Còn các ông bảo vệ được cái gì? Rồi có những đơn vị vừa mới xong trận đánh, chưa kịp ăn cơm thì lại được lệnh phải hành quân ra Bắc ngay để ngăn chặn bọn xâm lược Trung Quốc. Có thấy mặt mũi các ông không? Mà bây giờ các ông là ưỡn ngực ra nhận những lời tâng bốc của cái bọn công giáo khốn nạn phản động, là có công bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Tôi tin rằng sau cái chuyến đi này, nhiều con mắt nhìn các ông với con mắt khác, chứ người ta không thông cảm, người ta không thân thiện như ngày xưa nữa. Bởi các ông là những kẻ vô liêm sỉ. Có cái gì đáng để tri ân các ông? Những kẻ lính tay sai cầm súng bắn vào đồng bào mình, cầm những hộp quẹt diếp bô của Mỹ đốt nhà đồng bào mình, hùa theo những quân đội nước ngoài tàn sát quê hương mình. Chúng tôi rất không muốn nói được điều này, nhưng những thằng linh mục và các ông là những người vô liêm sỉ. Xin lỗi những người vì hoàn cảnh khó khăn đến để nhận những cái đồng tiền từ thiện này, nhưng nhiều kẻ trong số các ông lại có vẻ vênh vang, lại có vẻ ưỡn ngực ra nhận những lời tri ân của những tên linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn.
nếu là mọi người còn có chút lương tâm, là có chút liêm sỉ, thì các vị sẽ nhận ra ngay đây là chiêu trò của những tên linh mục khốn nạn ở dòng Chúa Cứu Thế. Thật ra các người chỉ là nạn nhân của bọn chúng thôi. Vinh danh gì, tri ân gì, suốt bốn mấy năm nay được bao nhiêu lần, họ cho công được bao nhiêu tiền. Đáng lên án ở đây nhiều nhất là mấy thằng linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn. Chúng là những kẻ thật là không còn chút liêm sỉ gì, là những kẻ tán tận lương tâm. Chúng mượn cả danh dự của những người khác, chúng mượn liêm sỉ của những người khác để phục vụ cho âm mưu, muốn đổi trắng thay đen, muốn viết lại lịch sử. Chúng tri ân những kẻ đã cầm súng đánh thuê cho ngoại bang. Chúng vinh danh những kẻ đã từng đốt nhà đồng bào mình, đã giày xéo quê hương mình. Tôi cực lực lên án những tên linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế đã lợi dụng sự tự do tín ngưỡng, lợi dụng nhân đạo của chính quyền để làm những việc gây xáo trộn, đào bới lại quá khứ, khơi lại hận thù, phục vụ cho mưu đồ đen tối của bọn chúng là làm cho Việt Nam bất ổn. Và tôi cũng mong muốn rằng các cơ quan chức năng, các chính quyền cần có biện pháp đối với những tên linh mục đang thực hiện những hành vi gây rối, đang thực hiện những bước đào lại quá khứ, gây lại hận thù. Hôm nay phải nói là Trần Ngơ rất là bực tức trước những cái thái độ của những tên linh mục khi nói về cái công cuộc tri ân những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và cũng rất bất mãn và khinh bỉ những một vài thương phế binh trong cái vài trăm thương phế binh đó có vẻ hãnh diện khi kể lại những chiến công của mình, khi nhận những lời nịnh bợ tung hô là những người bảo vệ tổ quốc. Thật đáng mỉa mai, thật đáng khinh bỉ. Trong khi biên giới đang xảy ra chiến tranh, có thấy mặt mũi các người không? Ai bảo vệ cho các người? Ai bảo vệ vợ con cho các người? Ai bảo vệ quê hương cho các người? Mà các người ưỡn ngực ra nhận lấy những lời nịnh bợ của những tên linh mục khốn nạn. Chúng tôi không gọi các ông là giặc cũng đã là quá nhân đạo rồi. Và như tôi đã nói đấy, cái lá cờ vàng ba sọc, cái danh hiệu Việt Nam Cộng Hòa, cái danh hiệu quân lực Việt Nam Cộng Hòa này, các ông muốn đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã hội Việt Nam này, vinh danh cỡ nào cũng được, chúng tôi không bao giờ thèm để ý đến. Nhưng đất nước này, dân tộc này không chấp nhận cho những kẻ làm tay sai được vinh danh, cho những tên linh mục khốn nạn muốn làm gì thì làm, rồi sẽ có lúc các người sẽ bị lôi ra chịu sự trừng phạt của pháp luật khi các vị cố tình gây rối, gây mất đoàn kết để phục vụ cho cái âm mưu gây rối và gây bạo loạn. Đây không phải là lần đầu
Trong năm nay theo tôi được biết thì ít nhất là lần thứ hai chúng đã có những cái cuộc, nhân cái việc nói cho đúng nghĩa ra thì cũng là đó là công tác từ thiện. Và nếu chúng không lồng những cái danh từ tri ân hay là vinh danh hay riêng thì theo tôi nghĩ cũng là việc làm đáng khuyến khích, bởi vì nó cũng mang lại những cái niềm vui, những phần quà nho nhỏ cho những người thương phế binh. Nếu những người thương phế binh là những người có liêm sỉ sẽ có phản ứng trước những lời nói bịa đặt của những tên linh mục. Tôi cam đoan rằng các ông cũng như chúng tôi đang hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như một công dân bình thường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi không hơn gì các ông cả, cũng phải làm mới có ăn, cũng phải tuân thủ pháp luật mới được tự do sinh sống. Các ông bị tước bỏ những cái gì? Các ông là những kẻ hèn nhát, không dám nói lên sự thật. Thấy mấy cái thằng phản động nó định bảo mấy câu thì ướt ngực ra nhận lấy. Nhưng mà nào có, thật là mỉa mai, thật là đáng khinh bỉ. Danh dự và trách nhiệm, trách nhiệm của các ông là hay là đi đốt nhà đồng bào mình hả? Hiếp đồng bào mình hả? Danh dự đó đó phải không? Bảo vệ quê hương mà chạy văng hơi cởi hết cả quần áo ra, đó là nỗi nhục nhã. Tôi thiết tưởng được ông phải nên quên đi, chúng tôi không nhắc lại được thôi, chứ các ông còn bới ra làm cái gì. Đúng là những kẻ vô liêm sỉ. Không đâu xa các ông cứ nhìn ngay xung quanh công, rất nhiều những người lính Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan cũng có nữa, họ đã hòa nhập quá dễ dàng vào cái cộng đồng dân tộc Việt Nam này. Và hầu như mọi người cũng đã quên hết quá khứ rồi. Nhưng các ông lại để cho những thế lực phản động, cho những tên linh mục thờ ngoại bang làm công cụ để chúng tuyên truyền. Cho nên các ông, sau những buổi chiên này, tôi tin rằng nếu còn một chút gì lương tâm thì các ông phải biết mắc cỡ với bà con xóm giềng. Hay là các ông lại về vinh vang là hôm nay tao được vinh danh, tao được thế nọ thế kia. Thật đúng là những tên vô liêm sỉ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nói nặng lời với các ông, bởi vì các ông không xứng đáng được nhận được cái sự thông cảm nữa. Các ông chỉ xứng đáng nhận được những lời khinh bỉ, bởi vì các ông không xứng đáng nhận hai chữ tri ân. Mà gọi đúng sự việc thì bọn linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế đã lợi dụng các ông, đã dùng các ông làm công cụ để tuyên truyền. Còn những tên linh mục và dòng Chúa Cứu Thế, các người là những kẻ vong ơn bội nghĩa, các người xuyên tạc, ai giữ hòa bình cho các người? Có phải những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó không? Nếu không có những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, nếu không có những người dân yêu nước Việt Nam, thì tin chắc rằng các ông cũng chịu chung số phận như những người dân ở Campuchia đã bị bọn Pol Pot đập đầu bằng vò, bằng cuốc, cắt cổ bằng lá thốt đốt. Các người đúng là những kẻ khốn nạn, là những kẻ vô liêm sỉ, không còn một chút lương tâm nào. Khi các người tổ chức vinh danh những thương phế binh Cộng Hòa, các người đã khơi dậy lòng căm thù,
khơi dậy nỗi nhục nhã của những người lính ngụy. Các người đáng bị lên án. Chúa dạy các người sao? Các ngươi chỉ được vinh danh một mình ta. Vinh danh những thằng giặc. Thật ra thì dưới con mắt của các người thì tất cả những người không theo đạo đều là giặc hết. Nhưng mà những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa này này, ngày trước tôi chưa khi nào gọi họ bà giặc như hôm nay phải gọi chúng là giặc. Các người vinh danh những thằng giặc thì các người là gì? À, xin lỗi tất cả các bạn, bởi vì tôi quá bức xúc cho nên đây là tôi muốn nói với lại những tên linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế, cũng như những ông thương phế binh có mặt trong những buổi lễ tri ân. À, xin thân ái chào mọi người. Đó là những dòng suy nghĩ và tâm sự của Trần Ngơ.